Thưa quý vị và các bạn, công nghiệp hỗ trợ được xem là ngành sản xuất nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp linh kiện, phụ tùng và các quy trình kỹ thuật. Dù Đà Nẵng đã có những ưu đãi riêng để phát triển công nghiệp hỗ trợ, tuy nhiên ngành này vẫn chưa phát triển được như kỳ vọng. Theo Bộ Công Thương, tính đến nay, cả nước có khoảng 2.000 doanh nghiệp hỗ trợ, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ chiếm 4,5% tổng số doanh nghiệp của ngành chế biến chế tạo, phát triển khá chậm. Tại Đà Nẵng mới có khoảng 115 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, chỉ chiếm khoảng 6,3% trong tổng số doanh nghiệp công nghiệp của thành phố. Đa số các doanh nghiệp đều có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, và trên thực tế, các doanh nghiệp này vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thiếu vốn và mặt bằng sản xuất. Để phát triển cái ngành công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng mình á, thì có hai yếu tố cơ bản mà doanh nghiệp nào cũng mong muốn. Thứ nhất là mặt bằng sản xuất nó phải có để mà doanh nghiệp người ta yên tâm sản xuất, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chính sách hỗ trợ về mặt tài chính, ví dụ như là giới thiệu những ngân hàng chính sách cho vay ưu đãi lãi suất để mà doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để mà mạnh dạn là đầu tư hay là mua nguyên vật liệu về để sản xuất. Trên cơ sở các chính sách ưu đãi của Trung ương, Đà Nẵng đã ban hành hàng loạt chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư công nghiệp hỗ trợ như Nghị quyết 01 về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Quyết định số 1927 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025, v.v. Trong đó có ưu đãi về kinh phí, vốn vay, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, v.v. Nhưng thực tế, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho biết họ rất khó để tiếp cận được với những ưu đãi, nhất là các ưu đãi liên quan đến lãi suất tín dụng. Nguyên nhân là bởi để vay được vốn, doanh nghiệp cần có rất nhiều điều kiện. Trong khi đó, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đa số có quy mô nhỏ, khả năng tài chính hạn chế, không có hoặc rất ít tài sản đảm bảo. Hơn thế, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đa phần là trung và dài hạn để đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất. Trong khi đó, chính sách tín dụng ưu đãi thường chỉ áp dụng cho nhu cầu vốn ngắn, phạm vi ưu đãi hẹp nên khả năng tiếp cận nguồn vốn bị hạn chế. Có hai vấn đề. Thứ nhất là doanh nghiệp chưa có mặt bằng thì không thể không dám đầu tư công nghệ mới, mà không có vốn đầu tư mới thì không thể là làm công nghiệp hỗ trợ được. Là có cái mặt bằng là vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó là khi mà doanh nghiệp quan hệ được, ký được hợp đồng với khách hàng thì doanh nghiệp là cần mua máy móc thiết bị mới ngay để phục vụ cho cái công trình mà đã ký kết với khách hàng. Nhưng mà không kịp để mà xin phép cơ quan chức năng nhà nước trước khi mua máy móc thiết bị, cho nên là cũng không được hưởng cái chế độ chính sách của nhà nước. Cho nên đề nghị là nhà nước nên có cái linh hoạt trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị mới. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện trên địa bàn Đà Nẵng đang áp dụng 45 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó hỗ trợ theo chính sách của Trung ương ban hành là 28 chính sách, hỗ trợ theo chính sách riêng của thành phố 17 chính sách. Song các chính sách còn hạn chế về đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ, điều kiện được thụ hưởng chính sách. Đà Nẵng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ trong cơ cấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 30%. Đến năm 2025, phấn đấu có 150 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó có 10% doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp hoàn chỉnh. Để đạt được mục tiêu này, cùng với việc đầu tư hạ tầng, hoàn thành và đưa vào hoạt động khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng, hoàn thành các phân khu dành cho phát triển công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp trên địa bàn, thành phố cần triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.